vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đây lên sàn hai người rất là quan trọng trong buổi hôn lễ tình yêu trong đôi bạn trẻ, là những nhà ngoại giao, là những người đại sứ tình yêu, và những thành công kết quả ngày hôm nay, và có lẽ lý do tất cả quý vị cũng dành tình cảm thời gian có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Vì vậy sau đây xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta, vâng ạ, chúng ta sẽ tạm ngưng lại một chút công việc riêng tư của mình và chúng ta cùng hướng lên sân khấu và cùng với ban tổ chức tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi hôn lễ chú rể Phan Hùng và cô dâu Thu Yên xin phép được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị sẽ đổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng gia đình được không ạ? Dạ vâng, xin được trân trọng và cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, có lẽ rằng phái đoàn đại biểu của Xuân Họ nhà gái đến từ mảnh đất xã Dialog Chư Sê Gia Lai, thì có lẽ rằng đồng hồ tôi không thể đo được là bao nhiêu tiếng và bao km, nhưng tình cảm của hai bên gia đình và đặc biệt tình cảm của bác trưởng đoàn cũng như thành viên trong đoàn đại biểu Xuân Họ nhà gái ngày hôm nay đã dành cho Xuân Họ nhà trai của chúng ta, và quá trình hành trình đưa dâu và những lời căn dặn đến người cha, người chú, người bác đưa con, đưa cháu làm dâu, làm con của Xuân Họ nhà trai của chúng ta. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng và kính mời chú Kim, cũng là người đại diện trưởng đoàn của Xuân Họ nhà gái, sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến trao dâu chính thức tại trung tâm tiệc cưới trang trọng của Xuân Họ nhà trai của chúng ta. Một lần nữa xin được trân trọng và kính mời chú. Hello, tôi là đại diện cho nhà gái, xin đại diện cho nhà gái là chú của cô dâu. Tôi đến từ Gia Lai, Chư Sê, Gia Lốt. Hôm nay là ngày tổ chức của các cháu nên tôi đại diện cho các cháu đến đây là mục đích là để một lời chào trân trọng và chúc sức tới cô chú anh chị khách quý rồi cô bác, rồi một lời hôm nay là cháu làm dâu cho nhà ông ba Lê Đức Quang với ấy, tôi xin gửi lời rằng cho cô dâu nên là một cái thẻ màu đỏ, nhưng có gì sai sót xin quý vị khách quý bỏ qua, rồi tôi xin hết, tôi không nói gì thêm. Tôi xin chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và cảm ơn tất cả quý vị khách quý và cùng anh em cô chú bác ngày hôm nay, và tôi không biết nói gì hơn một lời chào trân trọng nhất và cảm ơn. Xin cảm ơn. Dạ vâng, cứ lấy rằng xin được trân trọng và cảm ơn ý kiến phát biểu của chú đại diện của Xuân Họ nhà gái ngày hôm nay, có ý kiến phát biểu và lời chúc gửi tới toàn thể quý vị khách quý có mặt tại trung tâm tiệc cưới trang trọng của Xuân Họ nhà trai của chúng ta. Vì vậy một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn những tình cảm của chú đã dành cho gia đình Xuân Họ nhà trai của chúng tôi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, những lời căn dặn của người chú đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra, đúng là một lòng phụng mẹ kính cha, làm sao cho con trưởng thành có gốc thì mới có cành, nên duyên chồng vợ sinh thành ghi ân. Lỡ xin được trân trọng và cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và để đáp lại tình cảm của Xuân Họ nhà gái ngày hôm nay, và sau đây chúng tôi xin được trân trọng và kính mời chú Tấn, gọi là trưởng đoàn đại diện của Xuân Họ nhà trai của chúng ta, sẽ báo cáo lại chuyến công tác vừa rồi. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa tất cả các ông, các bà, cô dì, chú bác, con họ của hai Xuân Họ nhà trai nhà gái hôm nay, và quý quý khách có mặt buổi dự ngày vui của các cháu hôm nay, lời đầu tiên cho tôi xin được gửi lời kính chúc tới tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai Xuân Họ nhà trai nhà gái cùng các quý khách có mặt tại hội trường hôm nay lời chúc sức khỏe và lời trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, được sự nhất trí của gia đình ông bà ông Quang và gia đình bà Hoa, gia đình ông Quang sinh được cháu Hồng và ông bà Hoa sinh được cháu Hiên. Hai cháu đã đến tuổi khôn lớn trưởng thành,
và đã qua một thời gian đi làm ăn, quen biết nhau và tìm hiểu, và đã đem lòng yêu thương đến với nhau vào chung sống xây dựng hạnh phúc với nhau, đã báo cáo lại với gia đình, bố mẹ, anh em, cha bác, đôi bên nội ngoại đã được nhất trí có làm đầy đủ thủ tục cho các cháu. Tuy rằng miền Nam, miền Bắc, nhưng về xã hội các cháu đã đăng ký kết hôn đầy đủ. Về thủ tục tôn giáo, các cháu đã được cha phụ làm phép cưới cho đầy đủ. Và hai gia đình đã bàn bạc thống nhất để tổ chức hạnh phúc trao năm cho các cháu. Tôi xin được giới thiệu, tôi là em chú ruột của ông bà ông Quang, cũng là cháu của cháu Hùng, chú của cháu Hùng, và cũng được sự ủy quyền của ông bà làm trưởng đoàn gồm các bác, các chú. Rồi trong đoàn có cả ông bố, tức là đỡ đầu của cháu Hùng, tức là ông Toán, là cùng đoàn nhà trai chúng tôi, cùng đoàn nhà gái đưa cháu về đến môn trường để tổ chức hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Giờ này tôi xin được tuyên bố chính thức cháu Hùng và cháu Thiên đã trở thành vợ chồng của nhau chính thức, và cũng là làm con dâu của con ông bà ông Quang và đạo sơn họ của nhà trai chúng tôi. Và cháu Hùng cũng sẽ trở thành là con rể của bà Hoa và cũng dòng tộc của sơn họ nhà gái. Trước khi ngừng lời, cho tôi gửi lời kính chúc tới tất cả các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai sơn họ, cũng như các quý khách tới dự chung vui này, vui của các cháu hôm nay, lời chúc khỏe và lời hạnh phúc. Bước sang năm mới, chúc các vị luôn mạnh khỏe, đón một mùa xuân mới luôn luôn an lành và hạnh phúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng và cảm ơn ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện của sơn họ nhà trai của chúng ta, đó là chú Tấn, ý kiến phát biểu và đặc biệt báo cáo lại chuyến công tác vừa rồi, và có lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp gửi tới toàn thể quý vị khách quý có mặt tại gia đình ở trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng là đến chúc mừng cho hai con, hai cháu của gia đình chúng tôi. Vì vậy một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn hai bác rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, thật đúng là xây dựng thì kiến thiết mở mang, vui duyên họ gái thì cũng sang rất nhiều. Tức là hai họ phát biểu đôi điều, không dài, không ngắn, không nhiều nhưng hay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đúng là chúc cho hai họ đậm đà tình thân, bền duyên kết nghĩa trăm năm, sâu huyền dễ thảo, đẹp lòng mẹ cha. Và sau đây xin được trân trọng và cảm ơn hai bác đại diện của hai bên gia đình, và xin được trân trọng và kính mời hai bác chúng ta sẽ tiến lên một bước và chúng ta dành cho nhau những cái bắt tay thật chặt, thật nồng ấm, thể hiện tình cảm thông gia hai bên gia đình. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Rồi, xin cả trân trọng và cảm ơn hai bác. Xin mời hai bác trở về vị trí bắt đầu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, lúc này trên sân khấu tình yêu lẽ rằng đó là chú rể Văn Hùng và cô dâu Thu Hiên. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chú rể, đúng là chú rể hôm nay đúng là không phấn, không son, trang điểm một chút ở dưới kia với anh còn kém xa, đúng không ạ? Cô dâu sắc sảo mặn mà, trang điểm một chút thật là xinh tươi. Tức là người đẹp chắc chắn rồi là đẹp cả nụ cười. Và xin mời cô dâu cứ cười thoải mái đi ạ. Vâng ạ, cô dâu cười đúng là đẹp như cánh hoa hồng, và giống là nụ hoa quế, và giống cả cái tai hoa nhài. Thật hạnh phúc cho hai bạn hôm nay đã trở thành vợ và thành chồng, đúng là luân nhân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngay bây giờ chúng tôi xin được mạn phép hỏi chú rể một chút. Vâng ạ, nhấp ảnh ra từ ạ. Vâng ạ, tôi hỏi chú rể một chút ạ. Chú rể yêu cô dâu được bao nhiêu năm ạ? 5 năm rồi. 5 năm. Thế 5 năm đó bạn có tính đi vào thăm nhà người yêu bao lần không ạ? Nhiều lắm, nhớ tôi. Thế bạn nhớ tôi đúng một điều này thôi. Nếu mỗi một lần đi thì bạn hết bao chi phí ạ? Thì em 1 triệu. 1 triệu. Bạn nào chưa có người yêu đi với tôi không ạ? Tôi thấy 1 triệu hơi rẻ. Rẻ thật đấy. Bạn rất là kiếm tốn đấy ạ. Đi xe. Vâng, chắc chắn là đi xe rồi, tôi nghĩ là không đi bộ được rồi. Thế xin hỏi cô dâu ạ,
cô dâu ra ngoài Bắc này chơi, vâng ạ, thăm nhà của chú rể ngày hôm nay đúng không ạ? Cô dâu thăm được mấy lần ạ? Hai năm. Vâng ạ, à, 2 năm thăm nhà. Thế là hôm nay quyết định là đến với nhau luôn, đúng không ạ? Và một tình yêu rất là vĩnh cửu. Vâng ạ, anh chú rể bảo là 5 năm yêu 5 năm mà cô dâu 2 năm nữa, tổng cộng là thành 7 năm. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chú rể tôi thấy cảm giác này rất là ấm áp, nhưng mà chú rể cứ thả tay thoải mái đi ạ. Ngay ngay sát tay thôi thì cô dâu và chú rể nói một điều này: cổ tay của Hiên vừa trắng lại vừa tròn. Và để tối nay chú rể Văn Hùng sẽ gối mòn một bên, Hùng bảo gối chăn, gối chiếu không êm, kể cả gối lụa không mềm bằng gối tay Hiên. Thắng chú rể. Đang gối bao giờ anh bảo tối nay cơ mà. À, chính tỏ là cái động tác này rất là thuần thục. Thế còn cô dâu lại thỏ thẻ với ban tổ chức tôi một điều như thế này: Người ta thì ước nhiều chồng, còn riêng em thì ước một ông thật bền. Mà thật bền lại như tượng đồng đen, trăm năm vững bền với em một lòng. Thế chú rể có hứa với cô dâu như vậy không ạ? Vợ tên là Hiên, có thì có rất là nhiều. Vâng, chú rể sẽ hứa, vâng, hứa với Hiên một điều đó là sẽ nguyện bên em trọn đời, đúng không ạ? Và sau đây có lẽ rằng xin mời chú rể chúng ta sẽ hướng mặt vào nhau. Có lẽ rằng cái chương trình thủ tục trao nhẫn thì chú rể bảo là trao rồi, nhưng mà hôm nay chú rể vẫn muốn trao một cái kỷ niệm rất là lớn, rất là sâu sắc, rất là hạnh phúc trong ngày trọng đại ngày hôm nay, đúng không ạ? Xin mời chú rể chúng ta sẽ quay mặt vào với cô dâu một chút được không ạ? Vâng ạ, nếu mà các bạn trẻ nào đang dùng canh thì ta từ từ nhé. Vâng, sau đây xin được trân trọng và kính mời cô dâu cùng với chú rể chúng ta sẽ dành cho nhau cái gì ạ? Anh Hùng kia ạ, dành cho nhau gì ạ? Vâng, có lẽ rằng lúc này chú rể, vâng ạ, muốn thể hiện một nụ hôn rất là nồng cháy và dành cho cô dâu ngày hôm nay, đúng không ạ? Xin mời chú rể ạ. Chú rể căng thẳng thế ạ, thoải mái lên chưa ạ? Vâng ạ. Có lẽ rằng quý vị đếm giúp tôi nhá. 3 2 1, xin mời. Xin mời quý vị sẽ đổ một tràng tay thật lớn nữa đi ạ. Vâng, tôi thấy động tác này cũng rất là thuần thục. Tôi thấy ở đâu đó ở công viên rồi. Vâng ạ. Vâng, xin được trân trọng và chúc mừng ông bà Quang Văn. Vâng ạ, mọi lần tôi để ý là hôn vào má thì chỉ có con gái thôi, và hôn vào môi thì chỉ có con trai thôi. Mà hôm nay chú rể rất là khéo léo, hôn cả môi trên môi dưới, là chúc mừng bà luôn. Vâng ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, lẽ rằng ngày vui, ngày trọng đại, ngày phúc của cô dâu và chú rể của ban tổ chức tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cô dâu cùng với chú rể để cắt bánh tình yêu ngày hôm nay. Và xin được trân trọng và kính mời chú rể chúng ta sẽ di chuyển những thắt bánh tình yêu. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng ạ, cho tôi một bó hoa để tối nay tôi tặng người yêu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, lúc này là xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ chiêm ngưỡng lên sân khấu tình yêu và theo dõi chương trình chú rể cùng với cô dâu để cắt bánh tình yêu ngày hôm nay. Vâng ạ, cho tôi mượn cái vật đâu ạ? Xin lỗi quý vị, cho tôi một cái bật lửa đúng không ạ? Vâng ạ, mọi lần tôi có sẵn sàng nhưng mà bây tôi hơi quên. Rồi, vâng ạ, cháu cùng chú ạ. Xin mời chú rể ạ. Và bây giờ xin được trân trọng và kính mời chú rể cùng với cô dâu chúng ta sẽ đốt lên ngọn nến lung linh, ngọn nến huyền ảo ngày hôm nay. Và xin mời hai bạn chúng ta sẽ nắm tay thật chặt, nguyện cầu mùa điều ước hạnh phúc. Vâng ạ, mãi mãi bên nhau. Xin được trân trọng và kính mời cô dâu cùng chú rể ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và xin được trân trọng và kính mời chú rể chúng ta sẽ cắt bánh tình yêu ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, bánh là biểu tượng thiêng liêng của tình yêu, của sự khát vọng của con tim và sự hòa nhập của con tim ngày hôm nay. Và xin mời chú rể chúng ta sẽ cắt bánh làm 3 phần. Vâng, có lẽ rằng tượng trưng cho quá khứ, và phần thứ hai là tượng trưng cho hiện tại, và phần thứ ba đó là tương lai. Vâng, tương lai lúc này là rằng luôn luôn chào đón cô dâu của chú rể một tương lai rạng ngời, một tương lai thất lại phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng và cảm ơn chú rể. Và bây giờ xin được trân trọng và kính mời chú rể chúng ta sẽ di chuyển sang tiệc rượu tình yêu. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, chú rể sẽ mạnh khỏe hơn một chút được không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ, có lẽ rằng là tôi thấy chú rể là... Vâng ạ. Nhấp ảnh ra bảo em ơi sắp mạnh lên. Xin mời chú rể ạ. Khỏe nữa đi ạ. Có cần trợ giúp không ạ? Rồi, xin mời chú rể ạ. Chú rể khỏe nữa đi ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng và kính mời chú rể chúng ta sẽ giơ thật cao và rót ly đầu tiên. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, rượu là mang ngọn lửa của màu hồng, một cuộc tình yêu và sự khát vọng của con tim ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, rượu là sự biểu hiện ân ái của tình yêu, sự khát vọng của con tim. Chúng ta cùng nhau rót chén rượu mừng, dấu canh dấu nhạt xin đừng quên nhau. Trăm năm số bạc mái đầu, nhớ câu tâm học ý đầu hôm nay. Mời em chén rượu giao thề, hữu duyên thiên lý ta về bên nhau. Vâng, lúc này xin được trân trọng và kính mời chú rể chúng ta sẽ di chuyển sang chai thứ hai. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Chia luôn đấy ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Xin mời chú rể giúp tôi. Dạ vâng, phần còn lại xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể chúng ta tiếp tục thực hiện. Và có lẽ rằng những làn khói hư ảo này luôn lan tỏa tới toàn thể quý vị khách quý, và có lời cảm ơn sâu sắc đến từ cô dâu và gửi tới toàn thể quý vị. Vì vậy lúc này có lẽ rằng cô dâu và chú rể vẫn tiếp tục thực hiện lễ nghi và rót rượu tình yêu ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi sẽ trân trọng và kính mời hai bác đại diện của hai bên gia đình một lần nữa chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu. Xin cả trân trọng và kính mời. Và bây giờ đó là những người tương thân phụ mẫu luôn đồng hành theo dõi trong quá trình chăm sóc của chúng con, và đặc biệt những người giúp đỡ cho gia đình, đặc biệt đó là hai bác trưởng đoàn. Và sau đây sẽ được trân trọng và kính mời cô dâu sẽ cầm ly đầu tiên gửi tới bác trưởng đoàn đại diện Xuân Họ Nhà Trai, và ly tiếp theo sẽ được trân trọng và kính mời chú rể gửi tới bác trưởng đoàn đại diện Xuân Họ Nhà Gái. Sẽ được trân trọng kính mời. Bên này
được trân trọng và kính mời cô dâu sẽ gửi tới người mẹ thân yêu. Xin được trân trọng và kính mời. Và ly tiếp theo xin mời chú rể sẽ gửi tới người bố thân yêu của mình. Xin được trân trọng và kính mời. Và chắc chắn còn hai ly rất là tuyệt vời dành cho cô dâu cùng với chú rể. Và xin mời hai bạn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đây là những ly rượu họ Tôi, là những người đến từ chủ nhân ngày hôm nay, đó là chú rể và cô dâu, để cảm ơn tới bố mẹ, cảm ơn tới người sinh thành và cảm ơn sự vun đắp của hai bên gia đình và cảm ơn tới hai bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để cho hai bác trưởng đoàn cùng với gia đình để những ly rượu họ Tôi được bắt đầu. Xin được trân trọng và kính mời toàn thể hai bên gia đình chúng ta sẽ chung ly vào nhau hướng về cùng với cô dâu và chú rể được không ạ? Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, lúc này xin được trân trọng và kính mời hai bác sư đoàn ạ. Xin được trân trọng và kính mời ông bà quan văn. Và xin mời cô dâu cùng với chú rể chúng ta sẽ ngoắc ly ạ. Chứ ạ, rượu này phải rượu họ Môi. Vâng ạ, nhấp đến môi là chơi đến cổ luôn đi ạ. Rượu này đã qua kiểm định. Vâng ạ, nhãn hiệu. Vâng ạ, nhãn hiệu toàn chữ nước ngoài thì ban tổ chức không đọc được. Nhưng mà mua rất là sẵn. Vâng ạ, Trần Yên Bình này có ạ. Vâng, xin mời ạ. Xin mời cô dâu cùng chú rể chúng ta sẽ ngoắc ly ạ. Vâng, tôi để ý là ông bà Quang Văn cũng bảo là hay là chúng ta ngoắc ly đi. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng và cảm ơn hai bác trưởng đoàn. Xin được trân trọng và cảm ơn ông bà Quang Văn rất là nhiều. Dạ vâng, có lẽ rằng là kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngày vui, ngày trọng đại với con người cháu của mình xây dựng gia đình. Thì lẽ rằng phái đoàn đại biểu của Xuân Họ Nhà Gái gồm có rất là nhiều thành viên trở lại với gia đình Xuân Họ Nhà Trai của chúng ta. Vì vậy sau đây chúng tôi xin được trân trọng và kính mời các cái vị đại diện của Xuân Họ Nhà Gái có món quà gửi tới cô dâu cùng với chú rể ngày hôm nay. Chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, sau món quà yêu thương này chúng tôi sẽ được trân trọng và kính mời bà đúng không ạ? Bà nội chúng ta khẩn trương di chuyển trở về sân khấu để chụp ảnh. Dạ vâng, xin được trân trọng và cảm ơn hai chị rất là nhiều. Hai đứa nào chụp ba kiểu thôi. Sắp ra mình phải đi chụp kiểu ảnh nha. Sau mọi người kính thưa toàn thể quý vị, sau hình ảnh người bà thân yêu của chú rể ngày hôm nay chụp ảnh thì xin được trân trọng và kính mời đại gia đình của Xuân Họ Nhà Trai của chúng ta sẽ khẩn trương di chuyển lên sân khấu chụp ảnh. Xin được trân trọng và kính mời và chào về dự buổi lễ thành hôn ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó chúng tôi cũng xin được trân trọng và cảm ơn ban công tác hậu cần. Tôi trước cái nghĩa tôi là cậu sĩ nó nghĩa là chứ không để cho tôi chuyện của con.